Cát Tường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Saigon News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, Cát Tường mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Tuyệt vời, Trung tá Hải quân Mỹ gốc Việt Trần Trung Tín mới được tuyển chọn thăng chức lên đại tá. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay, đội ngũ Saigon News xin được thông báo đến toàn thể quý vị trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và toàn thế giới một tin rất vui, rất tuyệt vời. Trung tá Hải quân Mỹ gốc Việt Trần Trung Tín mới được tuyển chọn thăng chức lên đại tá. Trung tá Tín là cựu hạm trưởng của khu trục hạm mang tên John S. McCain, tức tên của đô đốc Hải quân McCain, ông nội của cố thượng nghị sĩ John McCain, chính trị gia Mỹ nổi tiếng nhất Việt Nam. Chiến hạm John McCain từng đóng quân ở Nhật Bản, nay đã dời về căn cứ Hải quân Everett của bang Washington. Đại tá Tân Cử Tiến đang công tác tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đây là tin vui lớn cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cho dân tộc Việt, vì đại tá Tân Cử Tiến là hạm trưởng gốc Việt thứ hai sau cựu đại tá Lê Bá Hùng. Hiện tại, đại tá Tân Cử Tiến Trần là sĩ quan tác chiến mặt nước gốc Việt cao cấp nhất. Trong Hải quân Mỹ thì sĩ quan gốc Việt mang cấp bậc cao nhất là Phó Đề đốc Tân Cử Tuấn Nguyễn. Trước đây có Phó Đề đốc Hải quân Nguyễn Từ Huấn, nhưng anh đã hồi hưu. Chuyện cộng đồng gốc Việt cùng một lúc có 4 cây đại thụ trong quân đội hồi hưu là chuyện hy hữu. Đó là cựu thiếu tướng lục quân Lương Xuân Việt, cựu đại tá Hải quân Lê Bá Hùng, cựu đại tá Hải quân Cao Hùng, người tranh cử chức dân biểu liên bang ở Virginia năm 2022 nhưng không thành. Giờ đây đã có Phó Đề đốc Hải quân Tân Cử Tuấn Nguyễn, chuyên ngành ngoại giao quốc phòng và đại tá Hải quân Tân Cử Trần Trung Tín thay thế đàn anh. Đây là niềm tự hào lớn của quân nhân Mỹ gốc Việt và người Việt ở Mỹ và người Việt gốc miền Nam. Xin chúc mừng đại tá Tân Cử Tiến Trần. Thưa quý vị, người Mỹ gốc Việt chúng ta trên lãnh thổ Hoa Kỳ tính đến năm 2022 có tổng dân số ước tính hơn 2.500.000 người, chiếm tới một nửa dân số gốc Việt trên thế giới. Dù chỉ là một phần nhỏ trên tổng dân số Hoa Kỳ, nhưng bản lĩnh của người gốc Việt đi đâu cũng được phát huy, đặc biệt là trong quân đội của cường quốc số 1 này. Có những người gốc Việt nắm giữ những chức vụ cực kỳ lớn trong quân đội Hoa Kỳ. Tính tới thời điểm hiện tại năm 2024, cộng đồng gốc Việt tại Mỹ chúng ta hân hoan khi có tới 7 vị tướng cả nam và nữ. Vậy thì ai mới là vị tướng gốc Việt tài ba nhất? Cuộc đời binh nghiệp của họ đã trải qua những khó khăn, thử thách gì? Hãy cùng đội ngũ Saigon News khám phá trong video này ngày hôm nay nhé! Lưu ý video này sẽ không nói gì về chiến tranh Mỹ hay là chính trị, tư tưởng, lập trường và thế hệ trước. Đội ngũ Saigon News chỉ muốn giới thiệu cho quý vị, không chỉ tại nước Mỹ mà cả cộng đồng người Việt trên khắp thế giới biết, về các vị tướng tài ba mang dòng máu Việt chúng ta mà thôi. Hy vọng sau video này, quý vị sẽ hiểu thêm được người Việt chúng ta thực sự rất tài giỏi. Top 7 vị tướng nam nữ đại tài trong quân đội Mỹ là người gốc Việt. 7. Thiếu tướng Lương Xuân Việt, sinh năm 1965 tại Biên Hòa, con của thiếu tá Lương Xuân Đường thuộc đơn vị thủy quân lục chiến trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình ông có 7 anh em, chỉ có ông là con trai, di tản qua Mỹ năm 1975, thân phụ ông mất tại California năm 1997, mẹ ông hiện sống tại Los Angeles. Sau khi có bằng BS và MS về Biology tại Đại học Nam Cali, ông gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Năm 1987 mang cấp bậc thiếu úy hiện dịch vụ binh, đồn trú tại Colorado. Ông được đề bạt sang sư đoàn 101 biệt kích dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng rồi lữ đoàn trưởng. Ông lần lượt giữ các chức vụ tác chiến cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, cũng như tham mưu và huấn luyện. Trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3, sư đoàn 101 không kỵ, ông đã làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 505 bộ binh nhảy dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá phục vụ chiến dịch người Iraq tự do. Thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng cho chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được đề cử về Đại học Stanford để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp. Ông được Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc chuẩn tướng lục quân Hoa Kỳ ngày 20 tháng 5 năm 2014, chính thức tấn phong ngày 6 tháng 8 năm 2014, trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ. Ông làm tư lệnh phó sư đoàn kỵ binh số 1 Hoa Kỳ, phụ trách hành quân tác chiến. Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Tại Nam Hàn, ông được thăng cấp thiếu tướng, là phó tư lệnh của quân đoàn 8 đóng tại Hàn Quốc. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, trong lễ chuyển giao tại trại Yama, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nhận nhiệm vụ tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản, kế nhiệm Thiếu tướng James Bacares. Đơn vị của ông có 2.500 binh sĩ, nhân viên dân sự và các thành viên gia đình, chịu trách nhiệm khai thác 16 cơ sở gồm có cảng và kho tiếp vận ở vùng đại lục của Nhật Bản và đảo Okinawa. 6. Thiếu tướng Lập Châu Flora. Sinh năm 1962 tại Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1988 từ trường Võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Chuẩn tướng Laszlo Flora được thăng cấp thiếu tướng tại một buổi lễ được tổ chức ở căn cứ Richmond của Vệ binh Quốc gia Virginia ngày 2 tháng 5 năm 2020. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. 5. Thiếu tướng William Hasselbar sinh ra tại Sài Gòn năm 1967. Thân phụ của ông là người Mỹ, là một nhà thầu làm phi trường ở Cam Ranh và Đà Nẵng và gặp mẹ ông người Việt Nam ở Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp trường Western School, một trung học tư thục ở Danbury, Connecticut, và năm 1985, ông vào học Đại học American University ở Washington DC, tốt nghiệp cử nhân ngành quan hệ quốc tế. Sau đó, ông gia nhập TWLC, được gửi đi học tại Đại học George Washington University, Washington DC, qua chương trình Sĩ quan Hải quân Dự bị NROTC vào năm 1989. Kế đến, ông được gửi đi học tại các đại học Oklahoma State University, National Intelligence University và Naval War College và đậu bằng cao học. Trong thời gian học cử nhân và cao học, ông còn học các khóa huấn luyện về sống sót, nhảy dù, đổ bộ, do thám, lặn, vũ khí và chiến thuật và tình báo tại các đại học về chỉ huy và chiến tranh. Trong công tác chỉ huy, từ năm 1990 đến năm 1992, ông là trung đội trưởng Trung đội truyền tin Đại hội HNS thuộc tiểu đoàn do thám 3. Từ năm 2000 đến nay, ông trải qua nhiều chức vụ chỉ huy và tình báo và từng tham chiến tại các chiến trường Kuwait, Afghanistan và Iraq. Ông từng là chỉ huy trường huấn luyện tình báo và chỉ huy TQLC, giám đốc tình báo TQLC và chỉ huy lực lượng đặc biệt tại Iraq. Tướng Thủy quân lục chiến Mỹ William Hasselbar vừa được gắn thiếu tướng tại một buổi lễ tổ chức vào lúc 11 giờ sáng thứ Sáu 31 tháng 7 tại căn cứ MacDill Air Force Base, Florida, trở thành thiếu tướng gốc Việt đầu tiên của binh chủng này. 4. Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn sinh năm 1959 tại Huế, Việt Nam. Ông Huấn là con trai của Trung tá Thiết giáp Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tuấn và bà Từ Thị Như Tùng. Năm 1981, ông Tuấn tốt nghiệp đại học tại Oklahoma với bằng kỹ sư điện. Trong quá trình phục vụ hải quân, ông đã nhận được nhiều huy chương của quân đội Mỹ. Trong tháng 6 năm 2013, ông Huấn được thăng cấp đại tá. Tháng 6 năm 2019, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận đề nghị của Tổng thống Donald Trump đề bạt đại tá Nguyễn Từ Huấn lên cấp bậc phó đề đốc thuộc binh chủng Hải quân Dự bị Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Washington DC, đại tá Nguyễn Từ Huấn được thăng lên cấp phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ. Ông là phó đề đốc người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. 3. Chuẩn tướng Danielle Ngô sinh ra tại Việt Nam, trưởng thành tại Massachusetts, là phụ nữ gốc Việt đầu tiên mang loan chuẩn tướng, là một nhân vật văn võ song toàn. Cô gia nhập lục quân Hoa Kỳ năm 1990, phục vụ trong ngành công binh. Sau khi theo học một khóa huấn luyện sĩ quan, năm 1994, Danielle Ngô ra trường với cấp bậc thiếu úy. Danielle Ngô có bằng cử nhân tài chánh tại Đại học Massachusetts. Sau đó, cô lấy thêm 2 văn bằng cao học tại trường Command and General Staff College và tại Đại học Georgetown University. Năm 2015, Danielle Ngô trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên được thăng chức đại tá trong binh chủng công binh của lục quân Hoa Kỳ. Năm 2017, đại tá Danielle Ngô chính thức nhận chức lữ đoàn trưởng lữ đoàn 130 công binh, hoạt động trong khu vực Thái Bình Dương. Lữ đoàn 130 là một đơn vị có bề dày lịch sử, khởi đầu là Trung đoàn Công binh 1303, từng hoạt động tại các chiến trường Âu Châu và Thái Bình Dương trong Đệ nhị Thế chiến. Hiện nay, Lữ đoàn 130 là đơn vị công binh lục quân hàng đầu tại vùng Thái Bình Dương. Tháng 6 năm 2019, Danielle Ngô được thăng cấp chuẩn tướng. Danielle Ngô được ân thưởng nhiều loại huy chương cao quý như 2 huân chương sao đồng, huy chương công trạng quốc phòng, huy chương công trạng, huân chương khen thưởng quân đội, 3 huy chương khen thưởng quân đội, 3 huân chương thành tích cao quân đội, 2 huân chương chiến công, huân chương đơn vị dũng cảm, 3 huân chương đơn vị cấp trên, huân chương thành tích lực lượng dự bị quân đội, 2 huân chương bảo vệ tổ quốc và một số huân chương cao quý khác. 2. Phó Địa đốc Vũ Thế Thùy Anh, sinh vào năm Mậu Thân 1968, thân phụ là cựu đại úy Hải quân Việt Nam Cộng hòa Vũ Thế Hiệp. Năm 1975, khi mới lên 7, cô cùng gia đình di tản sang Mỹ tị nạn. Thùy Anh theo học ngành dược tại Đại học University of Maryland, ra trường vào năm 1994. Cô làm việc cho Đại học Johns Hopkins University một thời gian. Là chị cả, cô có 3 người em trai đều ra trường là bác sĩ: Vũ Thế Duy Anh, bác sĩ quan tuyến; Vũ Thế Tuấn Anh, bác sĩ cấp cứu; và Vũ Thế Quốc Anh, bác sĩ nhãn khoa. Nhưng chỉ mỗi mình cô, Vũ Thế Thùy Anh, là người duy nhất theo chân bố chọn đường binh nghiệp. Năm 2003, dược sĩ Vũ Thế Thùy Anh gia nhập US Public Health Service Commissioned Corps và trở thành một sĩ quan y tế trong binh chủng hải quân. BHS tuy ngày nay là một bộ phận của Bộ Y tế, nhưng nó được tổ chức giống như quân đội vì nguồn gốc là các bệnh viện của Hải quân Mỹ từ cuối thế kỷ 18 do Tổng thống John Adams khởi xướng. Sau 12 năm phục vụ trong BHS, cô Vũ Thế Thùy Anh được thăng cấp đại tá vào năm 2015. Đến tháng 6 năm 2019, cô được thăng cấp James Bacares, tức Phó Địa đốc Hải quân, tương đương cấp chuẩn tướng của bộ binh. 1. Chuẩn tướng Son R. Edwards, sinh năm 1972 tại Sài Gòn, định cư ở Mỹ vào tháng 4 năm 1975. Ông sinh ra trong một gia đình có 2 chị em. Cha ông là một công chức chính phủ Hoa Kỳ, từng làm việc cho cơ quan Defense Advisor Office, có tên viết tắt là DAU, chuyên hỗ trợ về quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn 1973-1975. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng ngày 13 tháng 1 năm 2020, ông Son Edwards là tướng gốc Việt thứ 7 trong quân đội Hoa Kỳ. Ngoài 7 vị tướng gốc Việt này ra, còn có rất nhiều người mang dòng máu Việt giữ chức vụ khác trong quân đội Hoa Kỳ. Đội ngũ Saigon News sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị ở những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều xin quý vị đính kèm dưới phần bình luận để các Tường và đội ngũ Saigon News trả lời sớm nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận những bản tin mới nhất.